Ngày hôm nay trời nóng nực lắm nha các bạn. Mấy anh em mình quay của chú An đi quay clip. Giờ trời nóng nực quay clip gì mày? Hay là làm bè xuống sông tắm đi. À được rồi. Chưa thấy tắm mà mày mang thật hổ sẵn rồi đó. Ủa, Thạch chuẩn bị sẵn rồi hả? Không, từ bây giờ theo chú thấy cái ý tưởng của Thạch hôm nay cũng khá là độc đáo đó. Thôi bây giờ chú cháu mình đi đốn chuối và làm bè tắm thôi nha. Dạ. Rồi, rồi đi thôi. Let's go. Mấy anh em này thấy chuối thèm lắm nha các bạn. Giờ chú An đang dọn đường lấy vô chặt tre làm bè nha các bạn. Ôi có mấy cây tre ngon lắm nha ơi. Tự nhiên nè, thấy cái bự không? Đấy. Quá đẹp luôn. Tre bự trên đó nha các bạn. Tre gì không mở dai dữ rồi. Nó gọi tre gai mà con. Tre gai. Nó còn có gai mà nó còn dai, nó còn cứng nữa. Sao cây này cứng? Cái tre mà phải cứng chứ. Rồi qua chặt cái chân nó rớt dưới nha quả. Bây giờ mấy chú cháu mình chặt chuối đây. Ôi ôi, quà chặt cũng khá là kỹ năng cao á. Thạch chú phụ quà đi. Đẩy qua đây luôn rồi. Đứng cho nó ngã xuống. Chặt chuối trong đó nữa. Thôi cái chân đuổi gì luôn ta con. Rồi kéo qua lửa cắn. Thôi này con, này là con quay đi chú chặt cho. Thật đây con cầm con quay một chú đi chú chặt cho. Con kiếm cảnh là kiếm đợi cái này mà cánh này con. Lửa. Kiếm lửa đâu, kiếm lửa. Chờ chú An vô chặt nha các bạn. Đây đi chú chặt. Cẩn thận chú An ơi. Ừ. Ồ, ngã rồi. Rồi. Rồi, bỏ chuối bự, bỏ chuối này, bỏ chuối đi con. Rồi, bỏ xuống. Rồi, bây giờ mình đã tìm được 4 khúc chuối rồi. Bây giờ như vậy, mấy chú cháu mình sẽ qua mình lấy tre và mình đóng vô nha mấy đứa. Rồi, đi cho chú đóng con. Rồi, đi cho chú đóng được cho nha. Tre đóng rồi. Các bạn. Rồi. Đây là nhấc phụ chú nào kia cái thạch, nhấc phụ chú nào kia thạch, nhấc lên. Chồng lên cái này luôn. Rồi, chồng ngay thôi, kéo ngay qua đây. Kéo qua đây chú ơi. Rồi, em giữ im cho chú nha. Rồi, giữ cho chú ơi nha. Cho ngay luôn. Ngay không? Rồi, đúng xuống luôn. Đến hết thì gì đó. Rồi, xin luôn. Để em đóng bóng qua kia luôn, để ra nè, chỉnh ngay cho chú nè. Nha. Rồi. Qua không? Rồi, qua. Đóng luôn nha. Đúng rồi. Vô, 1, 2. Rồi, bỏ cái kia cho chú luôn. Rồi. Nè nè, nhấc lên nè. Đó. Rồi, kia cho hai cao cao chút nè. Được chưa? Rồi, đó. Ui, đóng đảo quá mấy ơi. Vô chưa chưa? Rồi. Quá ngon đâu. Đẩy cái này qua đây. Không, để dựng lên. Rồi, không có. Chưa, bên đây chưa qua. Không, bây giờ chú đóng cây bên kia đá rồi. Mình tính tiếp nha. Đóng thêm cây đây nữa đi. Không. Thôi, hai cây được rồi. Đi ra cho chú đóng có thịt. Một người lên cái bè này được không chú An? Đó, để vậy đóng luôn chú An. Canh cho nó ngay vậy được. Quá. Để giữ cho chú đóng cho nha. Cái này gọi là cái sàn nha, cái sàn. Cái mái nhà. À, đúng rồi, mình đóng thêm mình làm cái để mình làm đó đi. Rồi. Để chú đóng. Rồi bây giờ lấy dây chì buộc cho chú. Con rồi. Rồi bây giờ chú cháu mình buộc cái này nó hoàn tất nha. Để cho chú buộc cho nó cứng. Nhá xích ra nha. Nhá xích qua bên đi con.
lấy đi thạch, lấy miếng đó lên đi con, chú ba dùng ba cho mình miếng nào đó. Mình buộc lấy cho hàng tốt nha các bạn. À rồi bắt đầu mình bỏ dán lên. Thôi làm gì cho anh? Rồi đi. Đi đi, đi. Hai đứa lên đầu. Thấy cái mặt anh coi. Ô, mày cồn, mày cái nó dưới mà. Tao bỏ vô một chặt dưới á. Rồi, mới đây rồi, chứ. Bèn. Đi. Đây, đây, đây. Đây cho em. Rồi, rồi, đi chú. Bây giờ như vậy. Rồi bây giờ chú xuống dưới nha, quà nhã. Dạ. Quá trời công phu. Chú biết đan đi nha. Chú biết đan không? Đó. Như nào? Một. Bước qua phát, bước chân qua đây. Rồi, phát đẩy xuống từ từ. Từ từ. Đừng xuống nhà, rớt cái đầm không được đâu. Nhã, cầm nhã. Ê, rớt xuống này, chú đỡ không nổi. Nhìn đi, chú An cứ nhẫn xuống. Chú An cứ nhẫn xuống lại đi. Rồi, bây giờ mấy chú cháu mình tắm thôi. Đừng có đụng vô sườn nha. Ê, nhá nhá. Em không biết bơi thì phao em con. Để test test cái sườn để em tắm cái sườn. Ờ test này bơi bơi cho nổi phao. Bơi cho đâu đâu. Wow, quá tuyệt vời luôn, mẹ chuối tuyệt vời nha. Rồi 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 rồi. Ôi, lật rồi mấy ơi. Lật phao rồi, phao rồi, thông cảm nha mọi người. Biết sao không, cái phao này nó không được thăng bằng cho lắm, tại ở dưới nước mà. Phải thông cảm phải không nha. Dạ. Wow. Wow. Quả bơi rất là đáng quá. Quả bơi rất là tuyệt vời luôn. Wow. Đây một cái bè bơi này, dĩ thông kịp luôn mọi người ơi. Ui. Sao nó quạt. Wow. Bao cô, bao cô, bao cô. Wow. Cho test thử quà. Rồi rồi bây giờ quà cho nhã mượn bơi chút xíu ơi. Quay đầu. Quay đầu là bờ phải không? Rồi test thử coi nhã ơi. Thạch ơi, Thạch xích vô đi con, ngoài đó sâu lắm, sao đừng ra xa quá. Rồi, nhã đây, nhã bơi đi coi. Đã không nhã? Đã rồi. Sao không leo lên lầu đứng mà là ở dưới mà nhá, sợ té vậy? Dạ. Để sao này bắt cua, bắt cua. Wow, uốn uốn uốn. Ồ, cái này lái đã không nhá? Dạ. Cái này lái giống container không? Giống lắm kìa. Bê dê, đùa lui. Đi lui. Đi lui. Đã lắm nha các bạn. Các bạn nào rảnh mà làm tắm như tụi mình nha. Mày làm gì quá? Rồi Thạch bơi vậy Thạch. À Thạch vì không biết bơi nha. Sợ nước nên ra Thạch phải vào áo phao và phát vậy thôi. Cái gì vậy? Chú An ngồi đâu? Dạ cái dạ dạ. Con đang. Trời ơi lạnh gì người ta quay phim mà ông ơi ông ba ai mà vừa thấy ông cũng chơi không mà ông cũng đụng ta đó. Con lặn mà chú An đụng đít chứ. Rồi Thạch ơi. Đâu Thạch bơi ơi. Đây 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 Thạch bơi cho chú coi coi. Vô. Ra cho Thạch bơi nào. Let it go. Let it go. Wow. Ơi, mấy đứa cứ chơi vòng với Thạch nha. À, Phát cũng muốn thử bè chuối luôn. Rồi, Phát nằm lên bè đi. Không biết bơi thì cứ nằm lên bè nha. Rồi, Phát cũng bơi luôn. Thích không Phát? Dạ thích. Các bạn ơi vui lắm. Mình không biết bơi nhưng mà mình cũng thích sống sao. Đại đi con không sao đâu, con bơi đi. Con thích bơi thì con thích bơi bè chuối mà. Giờ mình nhảy tép xuống cho các bạn xem một cái từ trên đây nhảy xuống nè. Rồi, rồi. Rồi, quà rất là giỏi nha. Rất là cố gắng luôn. Ấm thân chi thật. Ây da. À đi. À, nhã thấy quà nhảy cũng muốn test thử cho mọi người xem luôn. Rồi, từ từ leo lên nha mấy đứa không? Rồi, đây là màn biểu diễn của Nhã Ngáo đến từ Long An. Quá xem đây là bây giờ là bùm bà là bùm bà là bùm bây giờ là bùm.
Mặc dù không biết bơi nhưng mà Phát muốn thả chưa xong nha mọi người. Thật leo lên luôn đi Thật. Thật ơi, leo lên chung với Phát đi Thật. Rồi, ngồi chung với Phát luôn nha. Rồi, hai đứa chào bà các bạn kìa. Chắc bà. Trời ơi, thú vị không hai đứa? Thú vị. Trời, giờ bốn đứa leo lên luôn. Trời ơi, bốn đứa leo lên không thấy cây chuối đâu luôn ông ơi. Trời ơi là trời, chuối đâu mất rồi. Vui quá các bạn ơi. Nay tụi mình chơi rất vui luôn nha các bạn. Đúng là có chú An thật là thú vị luôn. Các bạn thông cảm cho tụi mình nha. Nhiều khi màn hình mờ là do nước văng vô camera nha các bạn. Dĩ quá. Phê quá chú An. Bội phê mà quá trời ơi. Tụi mình hát tặng cho mấy bạn bài nè các bạn. Bài tình anh em nha. Rồi con hát đi. Hôm nay anh em tìm đến nhau, nào cũng hát lên. Chúc mình nhau bao ngày tháng trôi qua là hơi lắng. Anh em ta phải nhớ, dù cuộc sống có bao trọng đời, dòng đời khó khăn không nán lòng, dù là sông sâu núi cao cũng vượt qua. Hôm nay anh em ta cạn hết ly, vì là vì chúng ta anh em tốt mà. Khi lòng thấy thôi bây giờ video cũng khá dài mà trời cũng muốn tối rồi nha mọi người, thì thôi mình và các em cũng chào tạm biệt các bạn ở đây. Nếu các bạn hay nhớ cho mình một like, share, nhấn nhận đăng ký các bạn, đừng quên nhấn nhựa chuông để xem những thông báo tiếp theo nha các bạn. Rồi và chú cháu mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Nếu các bạn thấy video hay hãy ủng hộ tụi mình nha. Tối lắm rồi các bạn ơi, giờ mình thả này chơi xong rồi mình về. Tạm biệt mày nha. Bye bye của Hiền Định Mệnh. Ai lấy được cái đó là của người đó nha các bạn. Mong là các bạn giúp cho tụi mình đạt nút bạc nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye nha.